Mình vào phần cập nhật phần mềm này. Mặc dù ở cái phần là tự động cập nhật mình đang bật như thế này rồi nhá. Đó thì ở ngoài giao diện này nó sẽ không có cái phần bản cập nhật iOS mới vì mình đã tắt đi rồi. Các bạn có nhìn thấy cái phần là có cái câu thông báo là có cập nhật bản phần mềm ở đây nhá, có số 1 ở đây này. Thì các bạn dùng điện thoại iPhone, đặc biệt những cái bản điện thoại iPhone đời cao thì hay có những cái bản cập nhật phần mềm từ hệ thống iOS. Thì các bạn nào mà không muốn hiển thị cũng như là các bạn muốn tắt cái thông báo cũng như là tắt cái bản cập nhật phần mềm, các bạn không muốn cập nhật lên phiên bản iOS đời mới mà cái bản iOS các bạn đang dùng nó đang ổn định rồi, các bạn không muốn cập nhật, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tắt cái bản cập nhật iOS mới ở trên điện thoại iPhone. Thì các bạn nào đang quan tâm cũng như là chưa biết cách tắt cái cập nhật phần mềm ở trên điện thoại iPhone, cập nhật phần mềm iOS mới, thì các bạn tham khảo ngay video này của mình nhé. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở trong cái phần cài đặt chung của mình đây, các bạn vào phần cài đặt này thì sẽ có cái phần là có bản cập nhật phần mềm, thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có cái số 1 ở đây, tức là đang có một cái phiên bản cập nhật phần mềm. Mặc dù mình đã có cái phần là tắt tự động cập nhật rồi, các bạn nhìn này, thì cái phiên bản mới nhất là 18.3.2. Thì nếu mà các bạn nào không muốn thì các bạn có thể tắt cái phần này đi, hoặc là các bạn đang dùng cái phiên bản iOS hiện tại của các bạn đang ổn định rồi, các bạn không muốn cập nhật thì các bạn sẽ không cần cập nhật, cũng như là các bạn sẽ tắt cái phần bản cập nhật phần mềm này đi nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, thì để tắt cái phần cập nhật iOS ở trên điện thoại iPhone không hiển thị nữa thì các bạn thao tác cho mình các cái bước như sau. Thì đầu tiên nhé, các bạn hãy vào cho mình cái trang trình duyệt Safari hoặc là một trình duyệt nào đó. Các bạn sẽ gõ cho mình cái phần này nhé. Các bạn gõ cho mình cái tên như sau này, blog OTA này, beta profile. Đấy, thì đây là cái tên nhé. Đây này, các bạn gõ, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái trang đầu tiên này. Đây này. Đó. Ok chưa? Các bạn gõ cái trang như vậy nhé. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái trang đầu tiên nhé. Đây này. Đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ di chuyển xuống phía dưới. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là có cái chữ là download này, blog OTA profile. Các bạn sẽ chọn vào. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là đây nó có câu thông báo là hồ sơ cấu hình có sẵn, tiếp tục. Các bạn tải về tiếp tục này. Đó, rồi. Đây. Các bạn sẽ chọn cho mình là cho phép nhé. Các bạn chọn cho phép này. Rồi, đã tải về hồ sơ. Đó, thì sau khi các bạn tải về xong ấy thì các bạn sẽ thoát cái ra nhé. Các bạn chọn đóng này. Rồi, các bạn chọn trở về này. Bây giờ các bạn sẽ vào cho mình cái phần là cài đặt nhé. Cài đặt này. Ở đây thì nó sẽ có cái mục là đã tải về hồ sơ. Các bạn chọn vào đây cũng được. Hoặc là các bạn sẽ chọn vào phần là cài đặt chung này. Đó, các bạn sẽ di chuyển xuống cái phần là quản lý VPN và thiết bị. Các bạn sẽ nhấn vào. Ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có một cái phần là hồ sơ đã tải về ở đây. Các bạn nhìn đây này, nó có cái phần là hồ sơ đã tải về, tức là cái mà các bạn vừa cài đặt ấy. Rồi các bạn sẽ nhấn vào. Rồi, các bạn sẽ nhấn là cài đặt ở đây nhé. Rồi, các bạn chọn là cài đặt ở đây này, nhấn vào phần cài đặt. Các bạn chọn cài đặt này. Và sau khi các bạn chọn cài đặt ấy thì các bạn sẽ nhập cái mật mã điện thoại của các bạn vào. Rồi các bạn nhấn vào và các bạn đợi và tiếp tục này, các bạn chọn cài đặt. Rồi cài đặt tiếp này. Đó. Sau khi các bạn nhấn cài đặt xong thì sẽ có câu thông báo là khởi động lại, thì các bạn sẽ không cần nhé, để sau cũng được, các bạn chọn để sau này. Và các bạn chọn xong nhé. Rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ xóa hẳn cái cài đặt đi, các bạn sẽ mở đa nhiệm này, các bạn sẽ thoát hẳn cài đặt đi, các bạn sẽ trở về này, các bạn vào lại nhé. Đây này. Rồi. Đó. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng mình vừa có cái phần là có bản cập nhật ấy thì nó sẽ không còn đây nhé, không hiển thị ở đây. Các bạn chọn vào phần cài đặt chung này. Đấy. Các bạn chọn là cập nhật phần mềm này. Đó. Hiện tại thì nó sẽ không còn cái phần là bản cập nhật phần mềm nữa nhé. Nó chỉ có hiển thị cái bản iOS mới nhất của các bạn ở đây là bản iOS 18.2 thôi. Đó, rất là hiệu quả nhé. Rồi các bạn sẽ quay trở về, nó sẽ không còn cái thông báo ở đây nữa nhé. Rồi, các bạn đã tắt thành công hay chưa? Sau khi xem video này của mình, hy vọng các bạn đã thực hiện thành công. Và đừng quên, nếu thấy video của mình hướng dẫn hay, hữu ích thì các bạn ủng hộ mình một nút like video. Đồng thời,
Những bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình, các bạn ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video hướng dẫn tiếp theo của mình nhé.